Kính chào quý vị, đây là chương trình 60 giây sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay ngày 7 tháng 3, chương trình sẽ gửi đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Đặt vé tàu sớm, người dân được hưởng nhiều ưu đãi trong mùa thấp điểm. Cháy lớn tại nhà máy rác thải ở Gia Lai, ước tính thiệt hại hàng tỷ đồng. Nhóm phi hành gia Mỹ và Nga cập bến trạm vũ trụ quốc tế ISS. Và nước Đức đếm ngược 100 ngày đến vòng chung kết Euro 2024. Thưa quý vị, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đang có nhiều chính sách giảm vé tàu hỏa dịp thấp điểm năm 2024, thời gian và mức giảm vừa được công bố. Theo đó, hành khách mua vé cá nhân các đoàn tàu thống nhất SE1, SE2, SE5, SE6 giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại trước ngày đi tàu từ 5 đến 9 ngày được giảm 5% giá vé, trước từ 10 đến 19 ngày giảm 10%, trước từ 20 đến 39 ngày giảm 20%, trước từ 40 ngày trở lên giảm 40%. Điều kiện áp dụng là vé phải có cự ly di chuyển từ 900 km trở lên, thời gian áp dụng từ nay đến ngày 24 tháng 4 và từ ngày 2 tháng 5 đến ngày 16 tháng 5. Tuy nhiên, cần lưu ý khi khách đổi trả vé tàu hỏa đã giảm giá 20%, 30%, mức phí khấu trừ sẽ tương đương mức giảm và phải đổi trả trước giờ tàu chạy ít nhất 72 giờ. Hành khách chỉ được đổi vé một lần và vé đổi phải có cùng ga đi, ga đến với vé trả, không thay đổi thông tin hành khách khi đi tàu. Chiều ngày 6 tháng 3, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại nhà máy xử lý rác thải Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, thiệt hại ước tính lên tới hơn 5 tỷ đồng. Theo thông tin ban đầu, hỏa hoạn xảy ra từ bên ngoài, sau đó đã lan vào khu vực nhà máy xử lý rác. Do lượng rác thải lớn kết hợp với thời tiết nắng nóng và gió lớn nên đám cháy bùng lên dữ dội, tạo thành cột khói cao cả trăm mét. Lửa nhanh chóng lan sang hai nhà xưởng có nhiều máy móc và thiết bị xử lý rác thải. Rất may là không có thiệt hại về người. Hàng chục cán bộ và chiến sĩ cùng 6 xe chuyên dụng của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Gia Lai đã được điều đến hiện trường để dập lửa. Thiệt hại từ vụ việc ước tính lên tới hơn 5 tỷ đồng. Nguyên nhân đang được điều tra làm rõ. Tại huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, mỗi năm vào mùa sản xuất thanh long nghịch vụ luôn sáng rực đèn để kích thích cây ra hoa. Tuy nhiên, năm nay giá thanh long liên tục xuống thấp nên không còn nhiều nhà vườn mặn mà sản xuất. Nhiều hecta thanh long đang bị bà con nông dân chặt bỏ vì thua lỗ. Cuối tuần qua, anh Nguyễn Hoàng Phương, nông dân khu phố Bình Lợi, thị trấn Tân Trụ, thuê công nhân nhổ bỏ hơn 700 gốc thanh long. Dù dây thanh long trên các trụ trong vườn đang xanh mướt, nhưng anh Phương đành phải bỏ vì không đủ khả năng đầu tư tiếp. Làm không có lời gì hết, chịu hết nổi, phải ban chứ sao vậy? Còn có 2-3 ngàn đồng ký, mình chắc phải trả lời lúa quá chứ không biết gì làm gì vậy. Tương tự, nhiều hộ trồng thanh long cũng quyết định chuyển đổi sang cây trồng khác. Đổi lại xả lúa, trồng lúa thì làm thu nhập nó ít, có thể có gạo ăn. Còn trồng thanh long nó mất trắng, còn chẳng có tiền mua gạo nữa. Thanh long từng là cây trồng chủ lực ở một số địa phương, trong đó có Long An. Đây cũng được xem là loại cây vừa để xóa đói giảm nghèo, vừa làm giàu, nâng cao thu nhập và tạo việc làm cho hàng trăm ngàn hộ dân. Việc thanh long dội hàng, giá thu mua bấp bênh kéo dài đang đẩy nông dân lâm vào cảnh khó khăn. Họ đang phải đối mặt với bài toán khó, chặt bỏ để chuyển đổi hay giữ lại để tiếp tục cầm cự. Còn tại Hậu Giang, hạn mặn đang đe dọa hoạt động sản xuất, đời sống của bà con. Do đó, thời gian qua, chính quyền địa phương đã chủ động nhiều giải pháp để ứng phó tình hình này, ghi nhận tại huyện Phụng Hiệp, một trong những nơi có nguy cơ bị hạn mặn trong mùa nắng nóng năm nay. Những ngày gần đây, ngoài việc cập nhật các tin tức cảnh báo mặn, ông Lê Minh Phương ở ấp Bình Hòa, xã Phương Phú đều quan sát màu nước trên sông, tiến hành thử nước trước khi bơm tưới cho cây. Thì cái lượng nước này như vậy ở ngoài này đổ vô là nó không có đến nổi nè. Còn nếu mà màu nước nó có mặn là nó ngã màu liền, nó ngã là cái màu hơi xanh. Theo dự báo, huyện Phụng Hiệp có khoảng 20.000 hectare đất sản xuất có nguy cơ bị hạn mặn đe dọa. Năm qua, huyện Phụng Hiệp đã huy động đầu tư xây dựng 6 cống hở, 4 cống kết hợp với trạm bơm, tổ chức nạo vét 20 tuyến kênh. Ngành nông nghiệp huyện cũng bố trí 8 điểm quan trắc mặn, định kỳ khảo sát 2 buổi một ngày. Tiếp tục chỉnh sửa lại các cái cống ngăn mặn thì hiện nay đối với 6 cái cống trên địa bàn xã đều vận hành tốt để làm sao đảm bảo khi có ngành thu nhập thì chúng tôi sẽ đóng cống để đảm bảo an toàn đối với người dân.
Bên cạnh các giải pháp về công trình, nông dân cũng thay đổi tư duy sản xuất, tiết giảm lượng nước tưới, qua đó góp phần vượt qua mùa hạn mặn năm nay. Thưa quý vị, ở tuổi gần 70, ông Phan Văn Chánh sống một mình trong căn nhà rộng 58m² ở quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng không vì thế mà cuộc sống của ông trở nên buồn tẻ. Bằng tình yêu mãnh liệt dành cho màu hồng, ông đã sơn toàn bộ nơi ở của mình bằng sắc màu này suốt 3 năm qua, khiến ai đi qua đều trầm trồ thích thú. Cái này là làm đá chú cũng phải sắm màu hồng mới được. Đây, mình tưới cũng phải màu hồng đây. Tôi là Phan Văn Chánh nha. Mọi người trong xóm này hay gọi tôi là ông già màu hương nha. Không chỉ sơn toàn bộ căn nhà của mình màu hồng, ông còn muốn nhuộm hồng cả khu phố. Bức tường đường ray chắn xe lửa cũng được ông vệ sinh sạch sẽ, trồng cây xanh trên đồ chai nhựa tái chế. Nhờ công trình này, ông được Ủy ban Nhân dân quận tặng giấy khen hộ gia đình, tổ dân phố, đạt giải 3 hội thi góc phố xanh, không gian xanh trên địa bàn. Rồi con chú thì nó bị đột quỵ đó, nó mất rồi, chú có mỗi thằng con thôi. Để lại mỗi đứa con gái thì giờ nó có chú nuôi, nó giờ nó có chồng ở ngoài Long Thành đó. Con chú mất buổi chiều nhá, sáng hôm sau má chú mất luôn, là hai người một lúc đó. Cái gì nó qua rồi thôi, bây giờ mình cứ nhìn đời bằng màu hồng nữa. Chẳng phải đến khi cuộc đời xảy ra những biến cố, ông mới mê màu hồng. Nhưng nhìn mọi thứ xung quanh được tô hồng, ông thấy cuộc đời tích cực, tươi sáng hơn. Tiếp theo trong 60 giây. Đối tượng giết người ở Lai Châu đã bị bắt sau gần 24 giờ gây án. Công an Bình Dương truy tìm nhóm trộm cắp cậy cửa nhà dân trong tích tắc. Trở lại chương trình, thưa quý vị, trong ngày 6 tháng 3, Công an tỉnh Lai Châu phối hợp cùng chính quyền địa phương huy động 400 người chốt chặn truy bắt nghi phạm trong vụ án giết người xảy ra đêm ngày 5 tháng 3 tại huyện Tân Uyên. Đến tối cùng ngày, lực lượng đã bắt được Lò Văn Sươm, người ra tay sát hại nạn nhân, cũng chính là người yêu của Sươm. Tại cơ quan điều tra, Lò Văn Sươm khai nhận từ cuối năm 2023, Sươm 23 tuổi và chị L 21 tuổi có quan hệ yêu đương. Dịp Tết Nguyên Đán 2024, cả hai đã về nhà chị L tại Tân Uyên chung sống. Cả hai còn cùng nhau mua trả góp một xe máy. Tuy nhiên, do chơi bời thiếu tiền nên Sươm đã cầm chiếc xe nói trên. Từ đó, giữa chị L và Sươm thường xảy ra mâu thuẫn. Đến chiều ngày 5 tháng 3, Sươm đi uống rượu về, bị chị L chửi mắng, đuổi ra khỏi nhà. Trong quá trình cãi vã, Sươm đã lấy dao chém hai nhát vào vùng cổ của chị L, làm nạn nhân tử vong. Gây án xong, Sươm cầm hung khí tẩu thoát khỏi hiện trường. Quá trình lẩn trốn, đối tượng đã tự gây ra một số vết thương với ý định tự sát. Thông tin về vụ tiếp viên sắp ma túy từ Pháp về Việt Nam, đến ngày 6 tháng 3, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với các cơ quan chức năng khởi tố 183 vụ án và 502 bị can về nhiều tội danh, đồng thời xử lý hành chính 86 người liên quan. Tang vật thu giữ trong đường dây này là hơn 165 kg ma túy, 10 khẩu súng và nhiều hung khí. Các đối tượng bước đầu thừa nhận đã mua bán trót lọt lượng ma túy với tổng số tiền rất lớn. Trước đó, ngày 16 tháng 3 năm 2023, tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, các cơ quan chức năng phát hiện 4 nữ tiếp viên hàng không vận chuyển trái phép hơn 11,48 kg ma túy từ Pháp về Việt Nam. Công an làm rõ, nhiều đối tượng lợi dụng người Việt Nam học tập định cư tại Pháp có nhận dịch vụ gom hàng, chuyển phát nhanh hàng hóa quốc tế để vận chuyển ma túy về Việt Nam. Sau đó, chúng sử dụng dịch vụ giao hàng nhanh trong nước để đưa số ma túy này giao về cho một người tại Đồng Nai. Từ Đồng Nai, ma túy được chia nhỏ để đem tiêu thụ tại nhiều tỉnh thành khác. Quá trình truy bắt gặp nhiều khó khăn do các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn đối phó tinh vi. Cũng liên quan đến án ma túy, tại Đồng Nai, một đối tượng đã phải chịu mức án phạt cao nhất là tử hình. Ngày 5 tháng 3, Tòa án Nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy Phương, 26 tuổi, về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, Phương là người nghiện ma túy và không có việc làm ổn định. Vào ngày 4 tháng 9 năm 2023, Phương được một người không rõ lai lịch thuê vận chuyển ma túy từ tỉnh Hà Tĩnh vào thành phố Hồ Chí Minh với tiền công 80 triệu đồng, nhận trước 21 triệu đồng. Ngày 6 tháng 9 năm 2023, Phương thuê xe dịch vụ từ huyện Trảng Bom đến tỉnh Hà Tĩnh để nhận một ba lô chứa ma túy, sau đó quay về Đồng Nai. Ngày 11 tháng 9 năm 2023, khi xe Phương thuê đi đến khu vực trạm thu phí Dầu Dây thì bị công an tỉnh Đồng Nai phát hiện bắt quả tang. Tang vật thu giữ gồm 16 bánh ma túy, khối lượng hơn 5 kg.
Chiều qua trên đường đi học, một nữ sinh va chạm với xe tải khiến em bị thương nặng. Vụ tai nạn giao thông xảy ra tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Khoảng 13 giờ ngày 6 tháng 3, xe tải chạy trên quốc lộ 13 hướng từ Bình Dương đi thành phố Hồ Chí Minh. Khi gần đến giao lộ với đường Nguyễn Văn Lộng thuộc phường Chánh Nghĩa, xe này va chạm với xe đạp điện do một nữ sinh 16 tuổi điều khiển chạy cùng chiều. Cú tông làm cả người và xe ngã xuống đường, bị xe tải cán qua. Nạn nhân nhanh chóng được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Vụ việc khiến giao thông qua khu vực ùn tắc kéo dài. Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân. Ngày 6 tháng 3, Công an phường Tân Bình phối hợp cùng Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương truy bắt đôi nam nữ bẻ khóa nhà dân để trộm cắp tài sản. Đáng nói căn nhà này dùng 2 ổ khóa, nhưng tên trộm chỉ mất khoảng 10 giây đã cậy xong. Trước đó, vào khoảng hơn 14 giờ chiều ngày 4 tháng 3, một người đàn ông tiếp cận căn nhà vắng chủ, cửa khóa ngoài tại khu phố Tân Phú 2, phường Tân Bình. Quan sát thấy xung quanh không có ai, người này rút trong người ra một thanh sắt rồi cậy ổ khóa. Sau đó vào nhà lục lọi, lấy 2 chiếc điện thoại, 1 laptop và khoảng 500.000 đồng tiền mặt rồi rời đi. Qua điều tra, công an xác định tên này còn có một đồng phạm nữ đóng vai trò cảnh giới bên ngoài. Cả hai đã thực hiện một số vụ cậy cửa phòng trọ, nhà dân tại thành phố Dĩ An. Hiện công an đang tiếp tục truy lùng các đối tượng trên. Trên mạng xã hội vừa xuất hiện một đoạn clip ghi lại sự việc một nhóm thanh niên nghi nổ súng vào nhà dân ở thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Cơ quan công an cho biết đã xác minh được một đối tượng và đang tiến hành điều tra làm rõ. Theo đó, khoảng 7 đối tượng mang theo các đồ vật giống dao, kiếm đến nhà một người dân được xác định ở khu vực Ma Lâm 3, thị trấn Ma Lâm. Tại đây, nhóm này và người trong nhà nói chuyện với nhau, rồi bất ngờ một thanh niên lấy một vật nghi là súng bắn vào bên trong. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, công an huyện Hàm Thuận Bắc đã cử lực lượng tới lấy thông tin và điều tra nhóm người có liên quan. Trong phần thông tin quốc tế, chị em với máy bay không người lái, chương trình hỗ trợ phụ nữ nông thôn Ấn Độ cải thiện đời sống. Và khám phá triển lãm nghệ thuật Art Dubai lần thứ 17 đang diễn ra tại UAE. Thưa quý vị, nhóm 4 phi hành gia gồm 3 người Mỹ và 1 người Nga đã tới trạm vũ trụ quốc tế ISS trong ngày 6 tháng 3. Theo kế hoạch, trong thời gian 6 tháng làm việc trên ISS, phi hành đoàn Crew 8 sẽ thực hiện khoảng 200 thí nghiệm trong môi trường vi trọng lực của quỹ đạo. Trong đó có sử dụng tế bào gốc để tạo ra các cụm tế bào trong môi trường nuôi cấy 3D nhằm phục vụ cho mục đích nghiên cứu. Các thành viên của Crew 8 đã hội ngộ các thành viên của Crew 7 đang có mặt trên ISS. Hai bên sẽ có một tuần bàn giao công việc trước khi Crew 7 trở về trái đất. Tại Ấn Độ, một chương trình do chính phủ tài trợ có tên Chị Em Với Máy Bay Không Người Lái đang tạo công ăn việc làm cho nhiều phụ nữ nông thôn. Một mục tiêu khác của chương trình còn là hiện đại hóa nền nông nghiệp, giảm chi phí lao động, đồng thời tiết kiệm thời gian và nước. Samila Yadav điều khiển drone vun phân bón trên đồng ruộng. Trong 5 tuần và 2 lần vun bón cho 60 hectare đất nông nghiệp, cô bỏ túi 50.000 rupee. Trước đây, những phụ nữ đi làm bị khinh miệt, chế giễu vì bỏ bê nhiệm vụ làm mẹ, nhưng tâm lý này đang dần thay đổi. Gia Đáp là một trong 300 phụ nữ đầu tiên được Hợp tác xã Phân bón Nông dân Ấn Độ IFFCO đào tạo. Nhiều công ty phân bón khác cũng tham gia chương trình với mục tiêu đào tạo 15.000 phụ nữ làm việc này. Phụ nữ trước đây không thể rời khỏi nhà do văn hóa gia trưởng sâu xa và thiếu cơ hội. Giờ đây họ có thể trang trải chi phí gia đình mà không cần phụ thuộc vào người khác. Chị em phải vượt qua một cuộc phỏng vấn, bài kiểm tra viết vào cuối tuần học lý thuyết, sau đó mới được đào tạo thực tế một tuần. Theo khảo sát của chính phủ Ấn Độ, thực hiện năm ngoái, chưa đến 42% phụ nữ có việc làm chính thức ở nông thôn so với 80% ở nam giới. Sau khi gần tuyệt chủng, hàng trăm con cá sấu nước mặn đã xuất hiện trở lại và bơi lội tại một con sông gần Darwin, miền Bắc Australia. Con người phải học cách sống chung với những kẻ săn mồi cực kỳ nguy hiểm này. Quản lý Jess Grills giúp du khách đến gần các loài bò sát trong công viên gần Darwin. Nhưng việc chung sống với con người không phải lúc nào cũng dễ dàng. Vào thế kỷ 20, loài này gần như tuyệt chủng. Chúng tôi ước tính rằng quần thể cá sấu đã giảm 98%, gần như vậy. Có lẽ còn lại 3.000 con, nhưng ít hơn 500 con trưởng thành. Nhiều biện pháp được đưa ra như du lịch, thu hoạch trứng hoang dã cho các trang trại. Bên cạnh đó là các thông điệp
nhằm cứu loài này khỏi bị giết hại hàng loạt. Đó là một thành công thực sự. Ngày nay khi nhìn lại, quần thể cá sấu gần như đã được phục hồi hoàn toàn. Có lẽ ngày nay có khoảng 100.000 con cá sấu. Dù vậy, việc chiêm ngưỡng những kẻ săn mồi này ở cự ly gần đòi hỏi sự cẩn trọng. Bởi với chúng, con mồi tiềm năng chính là con người. Là chủ nhà Olympic mùa hè này, thủ đô Paris của Pháp hứa hẹn đón hàng triệu lượt khách trên thế giới. Và đây cũng là lúc họ có thể tham gia một trò chơi săn lùng các tác phẩm nghệ thuật của nghệ sĩ ẩn danh Invader. Đây là tác phẩm thứ 1500 của Invader tại Paris, nằm ở bảo tàng nghệ thuật đương đại Centre Pompidou. Nó mang đặc trưng của người nghệ sĩ là hình ảnh dở hàng 8 bit của nhân vật người ngoài hành tinh trong trò chơi điện tử Space Invaders. Invader là chủ nhân của trò chơi tìm kiếm những bức tranh tường khắp đường phố, tên Flash Invaders, khá giống trò săn tìm những con Pokemon. Tôi và các con rất thích trò này. Trò này vừa mang tính hoài niệm như những trò chơi điện tử, vừa buộc chúng tôi chú ý quan sát hơn trên đường. Đến nay, hơn 350.000 người đã tải trò chơi này. Con số hứa hẹn tăng mạnh khi đến thời điểm tổ chức Olympic Paris. 15 triệu người sẽ đến Paris xem Olympic. Dĩ nhiên sẽ có nhiều người trong số đó là fan của Invader và khám phá thành phố chỉ với bản đồ của trò chơi. Tôi cũng cho rằng sẽ có một điều gì đó đặc biệt liên quan đến Invader tại kỳ Olympic lần này. Kể từ tác phẩm đầu tiên trên đường phố Paris vào năm 1998, Invader đến nay đã thực hiện hơn 4.000 tác phẩm trên khắp thế giới. Những chùm ánh sáng nhảy múa và màn hình kỹ thuật số đầy màu sắc đang trở thành tâm điểm tại triển lãm nghệ thuật Art Dubai lần thứ 17 được tổ chức ở UAE. Sự kiện quy tụ các tác phẩm từ hơn 120 phòng trưng bày trên khắp thế giới. Nghệ sĩ đương đại người Canada gốc Hàn Quốc Krista Kim đã thực hiện tác phẩm sắp đặt có tên Hot Space 2024 cho Art Dubai. Đây là một tác phẩm sắp đặt sống động, là tác phẩm nghệ thuật hợp tác sinh trắc học AI, trí tuệ nhân tạo đầu tiên trong lịch sử. Chúng tôi đang cố gắng khiến AI trở nên con người hơn và sáng tạo bằng cách sử dụng nhịp tim của người. Mỗi con người đều có một thuật toán nhịp tim độc nhất. Chúng tôi sử dụng thuật toán đó để tạo ra các dạng sóng và màu sắc đẹp mắt, cùng tạo thành một thể thống nhất đẹp mắt. Sự kiện nghệ thuật diễn ra trong 3 ngày tại Dubai, bao gồm cả buổi nói chuyện mang tính giáo dục, các buổi trình diễn live và hội thảo. Một số tác phẩm đã được bán với mức giá đáng chú ý, như tác phẩm The Band in the River của tác giả người Ghana An Anasui đã được mua trong vòng vài giờ sau khi hội chợ khai mạc với giá 600.000 đô la Mỹ. Còn tác giả người UAE Shaikha Al Masro đã bán một tác phẩm điêu khắc với giá lên tới 50.000 đô la Mỹ. Một thành phố được xây dựng vội vã ở vùng núi xa xôi và sự tồn tại của nó phải được giữ bí mật. Đây không chỉ là những cảnh trong bộ phim Oppenheimer. Thành phố thực sự được phục dựng nguyên bản vì đạo diễn muốn truyền tải tính chân thực tối đa vào tác phẩm. Nhóm làm phim phải giải quyết yêu cầu của đạo diễn, cần hai bối cảnh gần như giống hệt nhau. Vào tháng 10 năm 2021, Christopher Nolan đích thân đến khu vực Ghost Ranch và thích nó ngay lập tức. Đạo diễn Christopher Nolan đã cho dựng lại cả thành phố, nơi có phòng thí nghiệm quốc gia Los Alamos, cơ sở phát triển vũ khí hạt nhân. Trong phim, ông rất dè dặt với việc sử dụng các hiệu ứng đặc biệt. Bởi thế vì đạo diễn còn thuê các nhà khoa học thực sự từ Los Alamos làm diễn viên phụ. Đó thật sự là một bầu không khí rất bí mật. Phải đợi đến một tháng sau khi bộ phim bong tấn ra rạp thì tôi mới có thể nói về công việc của mình. Cách đó khoảng một giờ lái xe, Los Alamos thật vẫn là một phòng thí nghiệm tuyệt mật, nơi đảm bảo an ninh và bảo trì vũ khí hạt nhân của Mỹ. Còn với phim trường Ghost Ranch, từ tháng tới, người ta sẽ tổ chức tour Oppenheimer cho khách tham quan. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 60 giây sáng nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mời quý vị tiếp tục đón xem chương trình 60 giây chiều nay vào lúc 18:30 trên kênh HTV7 và HTV9 với những thông tin nổi bật trong ngày. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.